tiên xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng máy đo độ cứng thuốc viên model TVF-1000 của hãng Coldplay Anh Quốc. Cung cấp kèm theo máy chính là hai cuộn giấy in nhiệt, catalog. Tổng quan về thiết bị, mặt trước bao gồm màn hình hiển thị, máy in nhiệt được tích hợp bên trong máy và các phím chức năng. Buồng đo mẫu và hộc đựng mẫu rơi. Mặt sau bao gồm cổng USB, cổng RS232, cổng kết nối với máy in khối lượng, cổng kết nối với máy đo độ dày, cổng kết nối với bàn phím, phím test máy in nhiệt. Hướng dẫn sử dụng: trước tiên bật công tắc nguồn phía sau, máy sẽ khởi động trong vài giây. Trên màn hình sẽ hiển thị mở nắp buồng đo, máy sẽ báo bạn đã vệ sinh buồng đo chưa như trên màn hình. Sau khi vệ sinh xong, đóng nắp buồng đo lại. Máy sẽ tự kiểm tra thiết bị như trên màn hình. Tiến hành quá trình đo mẫu. Mở nắp buồng đo, ấn phím New Size, đặt mẫu vào buồng đo. Đóng nắp buồng đo lại. Máy sẽ tiến hành đo kích thước của viên thuốc mới. Nhấn phím test để đo độ cứng của mẫu. Phím Return và Cancel dùng để dừng lại quá trình đo mẫu. Phím Start dùng để thống kê kết quả trong khoảng 5 lần đo liên tiếp với cùng một mẫu. Cách thay giấy in cho máy in nhiệt.